Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tô màu con bò sữa cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu. Cái cảnh của mình sắp xong ở đây. Các bạn thấy nó có một cái màu rất đẹp đúng không? Các bạn theo dõi mình tiếp tục nha. Đám mây của mình màu xanh rất là đẹp. Nhưng mà mình tô thêm một chút nữa cho nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ tô màu cá bướm các bạn nha. Như vậy bức tranh cá cảnh của mình đã xong, các bạn thấy đẹp hãy cho mình được like, đăng ký kênh, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Như vậy đám mây của mình cũng đã xong rồi đây, đám mây màu xanh rất đẹp, các bạn hãy cho mình được like, đăng ký kênh, mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô mỏ con trai trai, trai trai là quê nha các bạn. Còn đây nữa mình sẽ tô mỏ con ngọc trai, con ngọc trai này xuất xứ ở biển đó. Ngọc trai thì mình sẽ tô mỏ màu xanh đi. Trai trai này thì mình sẽ tô mỏ cam đi. Bức tranh ngọc trai của mình sắp xong rồi đây, các bạn thấy đẹp không? Đây, còn con trai trai cũng gần xong rồi, các bạn theo dõi nốt nhé. Các bạn ơi, như vậy là con bò sữa mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy, cá bướm mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.